Cô chào các con. Ở tiết học trước, các con đã được thầy cô hướng dẫn giới thiệu về đặc điểm của văn biểu cảm. Chúng ta biết rằng mỗi một bài văn biểu cảm đều bộc lộ một tình cảm cụ thể đối với đối tượng biểu cảm, và tình cảm đó được bộc lộ trực tiếp hoặc gián tiếp. Ngoài ra, tình cảm cũng được thể hiện một cách chân thành, trong sáng, cao đẹp. Có như vậy, tình cảm ấy mới có giá trị, gây được cảm xúc cho người đọc và người nghe. Ngày hôm nay, trong tiết học trực tuyến này, các con sẽ cùng cô đến với bài Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm. Mục đích là giúp cho các con phân biệt được đề văn biểu cảm có khác đề văn miêu tả tự sự hay không, và cách làm bài văn biểu cảm như thế nào các con nhé. Các con lưu ý, hãy tập trung nghe cô giảng và cuối bài học sẽ có phần ghi bài. Lúc đó, các con hãy ghi vào tập bài học. Các con biết không, bài học hôm nay có hai phần chính, đó là đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm. Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung thứ nhất, đề văn biểu cảm, và nội dung thứ hai, các bước làm bài văn biểu cảm như thế nào. Phần thứ hai trong bài học này là luyện tập. Chúng ta hãy cùng cô giải quyết những bài tập ở sách giáo khoa. Bây giờ, chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên của bài học, đó là đề văn biểu cảm và các bước làm bài văn biểu cảm. Chúng ta sẽ bước vào nội dung thứ nhất cần tìm hiểu, đó là đề văn biểu cảm. Các con hãy mở sách giáo khoa trang 87 và quan sát cho cô các đề văn sau đây. Đề số 1, cảm nghĩ về dòng sông quê hương. Đề số 2, cảm nghĩ về đêm trăng trung thu. Đề số 3 là cảm nghĩ về nụ cười của mẹ. Đề thứ 4, vui buồn tuổi thơ. Và đề cuối cùng là loài cây em yêu. À, đây cũng là những đề bài mà trong sách giáo khoa có gợi ý cho các con. Qua đó, các con cũng thấy 5 đề bài này có đặc điểm chung nhưng cũng có những đặc điểm riêng. Chúng ta thấy đề văn số 1, số 2, số 3 đều xuất hiện cụm từ cảm nghĩ, tức là gì? À, là bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ của mình về đối tượng mà mình đang biểu cảm. Còn ở đề số 4 và đề số 5 thì các con thấy ở trong đề có những từ ngữ biểu cảm như là vui này, buồn này của tuổi thơ. Còn đề số 5 thì có từ yêu. Đây là biểu cảm trực tiếp đối tượng, và đối tượng ở đây chính là loài cây. Vậy, qua việc tìm hiểu, các con hãy cho cô biết đối với một đề văn biểu cảm thì cần có những yêu cầu gì? À, thứ nhất là đối tượng biểu cảm. Đối tượng đây là gì? À, đó là viết về ai, viết về cái gì và về chuyện gì. Thứ hai là cần xác định tình cảm thể hiện trong mỗi đề là tình cảm như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu 5 ví dụ trên nhé. Đầu tiên là đề số 1. Đối tượng biểu cảm ở đây là gì các bạn? À, là dòng sông. Còn tình cảm biểu hiện là gì? À, là cảm nghĩ. Đề số 2, đối tượng là đêm trăng trung thu. Từ ngữ dễ nhận ra đó là cảm nghĩ. Đề số 3, đối tượng là nụ cười của mẹ. Và từ ngữ nhận biết đó là cảm nghĩ. Đề thứ 4, đối tượng là tuổi thơ. Cảm nghĩ ở đây là vui, buồn. Còn đề thứ 5, đối tượng là loài cây. Và từ ngữ dễ nhận biết đó là yêu. Như vậy, sau khi phân tích các ví dụ trên, các con nhận xét cho cô, vậy một đề văn biểu cảm thường nêu ra những cái gì? À, đó là đối tượng biểu cảm và định hướng tình cảm cho bài làm. Các con nhé! Sau khi tìm hiểu xong đề văn biểu cảm, bây giờ chúng ta bước sang phần tiếp theo trong bài học hôm nay, đó là các bước làm bài văn biểu cảm. Cô có đề văn sau, nụ cười của mẹ. Các con thân mến, để chuẩn bị viết một bài văn hoàn chỉnh, ở lớp 6, thầy cô đã hướng dẫn các con các bước làm một bài văn tự sự, miêu tả. Vậy các con có nhớ đó là những bước nào không? À, đó là các bước tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn ý. Thứ ba là viết bài. Thứ tư, sửa chữa cái bài làm của mình. Bài văn biểu cảm cũng vậy, chúng ta cũng cần có các bước như sau. Đầu tiên là tìm hiểu đề. Các con hãy xác định cho cô đối tượng được biểu cảm trong đề văn trên đó là đối tượng nào. À,
Đối tượng ở đây là nụ cười của mẹ. Vậy thì với cái đề bài này, chúng ta cần thể hiện bộc lộ tình cảm gì? À, đó là tình cảm cần có, như là yêu quý này, trân trọng. Bây giờ, chúng ta bước sang phần tiếp theo, đó là tìm ý và lập dàn ý. Dàn ý của một bài văn biểu cảm cũng giống như các thể loại khác, cần có 3 phần, đó là mở bài, thân bài và kết bài. Vậy, mở bài của đề văn Nụ cười của mẹ cần có 2 ý. Ý thứ nhất, giới thiệu về nụ cười của mẹ. Các con có thể dẫn dắt một câu ca dao, tục ngữ hoặc một câu nói phù hợp với đề bài để làm mở bài nhé. Thứ hai là các con phải nêu được cảm nghĩ chung. Ví dụ như đó là nụ cười ấm áp, đầy yêu thương và sự bao dung. Sau phần mở bài là phần thân bài. Ở phần này, ít nhất chúng ta cần có 3 ý lớn. Ý thứ nhất là khi nào mẹ cười, nụ cười lúc đó trông như thế nào? Nó tạo cho em cảm giác gì? À, cô gợi ý nhé. Khi mẹ thấy gia đình hạnh phúc, các con chăm ngoan, học giỏi, đạt kết quả tốt, thì nụ cười của mẹ rạng rỡ, tươi như hoa, vân vân. Khi thấy mẹ cười như vậy thì trong lòng em thấy thế nào? À, thấy hạnh phúc này, thấy yêu mẹ hơn. Rồi khi em có chuyện buồn, gặp trở ngại, thất bại trong cuộc sống hoặc trong học tập, thì nụ cười của mẹ như thế nào? À, nụ cười của mẹ đầy khích lệ, bao dung và an ủi em. Cảm giác của em lúc đó ra sao? Và giúp cho chúng ta hiểu thế nào về cái nụ cười của mẹ. Ý lớn thứ hai trong phần thân bài, đó là khi nào vắng nụ cười của mẹ, em cảm thấy thế nào? Chúng ta có thể đưa ra một cái tình huống là khi mẹ vắng nhà thì vắng đi cái nụ cười của mẹ và căn nhà trở nên buồn tẻ. Hoặc khi em mắc lỗi thì trên khuôn mặt mẹ nụ cười không còn tươi như trước, thay vào đó là ánh mắt đăm chiêu, buồn bã. Và trong lúc đó thì em cảm thấy ra sao? À, em thấy thương mẹ này, dằn vặt này, và căn nhà trống vắng, và nhớ mẹ. Ý chính thứ ba, đó là chúng ta có thể đặt ra một tình huống giả định khác. Nếu một ngày nào đó không còn mẹ trên đời, vắng hẳn đi cái nụ cười của mẹ, thì em sẽ như thế nào? Cái phần này chúng ta hãy tưởng tượng xem nhé. Cuộc sống sẽ tẻ nhạt đi, và trái tim mình nhói đau, và mong điều đó đừng bao giờ xảy ra. Mình sẽ luôn mong muốn, ví mà đổi được thời gian, đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười. Trên đây là gợi ý của cô về phần thân bài. Bây giờ chúng ta bước sang phần kết bài. Trong phần kết bài cần có 2 ý chính. Ý thứ nhất, khẳng định lại cảm nghĩ của em về nụ cười của mẹ. Ý thứ hai, hứa hẹn và ước mong. Ở cái phần này các con có thể viết là chăm ngoan học giỏi để mẹ vui, giúp đỡ mẹ việc nhỏ trong gia đình để mẹ đỡ vất vả. Và nụ cười của mẹ sẽ luôn ở trên môi. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành bước thứ hai, tìm ý và lập dàn ý. Bây giờ là bước thứ ba, viết bài. Khi viết bài văn hoàn chỉnh, chúng ta cần viết các câu đoạn theo dàn ý trên, rành mạch, hợp lý. Bố cục của bài văn phải rõ ràng. Có thể dẫn một vài câu thơ vào trong bài phù hợp. Bây giờ các con nghe cô đọc mẫu một đoạn, đó là đoạn mở bài nhé. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Mỗi khi nghe câu hát này, lòng con gợi lên hình bóng của mẹ. Mẹ là niềm hạnh phúc, là một tình yêu vô bờ bến. Đặc biệt, mẹ có nụ cười rất đẹp. Nụ cười của mẹ là món quà vô giá của cuộc đời con. Nụ cười ấy vừa ấm áp, vừa dịu dàng và nhân hậu của mẹ đã sưởi ấm trái tim con cho đến tận sau này. Ôi, con yêu quá nụ cười của mẹ. Đây là một cái mở bài rất là đầy đủ các ý và có tình cảm của người con dành cho mẹ. Sau cái bước mở bài xong thì đến bước cuối cùng là đọc lại bài và sửa chữa. Đây cũng là một bước quan trọng khi làm bài văn. Các con đọc lại bài văn của mình, sửa lỗi chính tả, lỗi diễn đạt để giúp cho bài văn của các con sẽ hoàn chỉnh hơn nhé. Trên đây là các bước để làm một bài văn biểu cảm. Trước khi bước vào phần luyện tập, các con hãy ghi toàn bộ bài học vào tập bài học nhé. Nhớ ghi đầy đủ và trình bày các bước theo đúng như cái phần cô đã ghi. Bây giờ chúng ta cùng làm luyện tập nha.
Các con mở sách giáo khoa trang 89 và 90, đọc kỹ bài văn và trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Thứ nhất, bài văn biểu đạt tình cảm gì? Đối với đối tượng nào? Cô gợi ý các con như sau. Thứ nhất, bài văn biểu lộ tình cảm tha thiết đối với quê hương An Giang. Chúng ta có thể đặt tựa đề là quê tôi, hoặc là quê hương tôi, hoặc là An Giang quê tôi nhé. Rồi, dàn ý thì có 3 phần, đó là phần mở bài, thân bài và kết bài. Ở phần mở bài, tác giả giới thiệu tình yêu quê hương An Giang. Phần thân bài biểu hiện tình yêu mến quê hương, trong đó có tình yêu quê hương này, từ nhỏ này. Rồi, tình yêu quê hương trong chiến đấu này, với những tấm gương yêu nước ha. Còn phần kết bài là cảm nghĩ về tình yêu quê hương đối với tác giả. Các con nhớ chưa? Đó là cái bài tập số 1. Bài tập số 2, các con hãy viết hoàn chỉnh bài văn theo dàn ý nụ cười của mẹ. Nhớ viết vào vở bài tập. Như vậy, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Về nhà các con nhớ học bài và làm bài tập đầy đủ nhé. Cô chúc các con luôn vui khỏe và bình an để học tập tốt. Hẹn gặp lại các con vào tiết học hôm sau.